Công ty Golden Heal hân hạnh giới thiệu sản phẩm Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vftv 2022 gmail com Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, Thành phần trẻ tại Úc ngày nay kiếm được nhiều tiền hơn cha mẹ của họ theo ủy ban năng suất, thế nhưng điều đó không phải là đúng với tất cả mọi người. Mặc dù hàng triệu người Úc đang đối diện với tình trạng khó khăn vì đời sống đắt đỏ thì hàng triệu người khác đã gia nhập vào câu lạc bộ triệu phú tại Úc và dự phóng là số triệu phú tại Úc sẽ gia tăng gấp đôi trong vòng 4 năm tới. Trong phần tin thế giới, Qwest vừa phát hiện ra một mỏ dầu khổng lồ với trữ lượng ước tính 3.2 tỷ thùng dầu. Còn tại Hàn Quốc năm 2023 đã có gần nửa triệu lao động nước ngoài, trong số này dẫn đầu là công dân Trung Quốc và thứ nhì là công dân Việt Nam. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Việt TV Australia. Đầu tiên là tin đời sống xã hội. 2 phần 3 người Úc kiếm được nhiều tiền hơn cha mẹ họ. Một báo cáo của chính phủ cho thấy khoảng 2 phần 3 người Úc sinh từ năm 1976 đến năm 1982 kiếm được nhiều tiền hơn cha mẹ họ ở cùng độ tuổi. Tuy nhiên, điều đó ngày càng không còn đúng với những người nghèo, đặc biệt là phụ nữ và những người sinh sau năm 1990, khi mà nhiều người trong số họ đã gia nhập lực lượng lao động trong lúc nền kinh tế chậm lại đáng kể sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đó là sự kiện chấn động thế giới, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến toàn bộ hệ thống tài chính đến bờ vực sụp đổ. Mặc dù Úc tương đối bình yên nhưng những tác động của cuộc khủng hoảng đã được cảm nhận trên toàn bộ nền kinh tế. Đồng thời khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, tốc độ tăng trưởng tiền lương hàng năm giảm từ khoảng 4% vào năm 2008 xuống mức thấp nhất đại dịch là 1.3% vào cuối năm 2020. Một báo cáo của Ủy ban năng suất tức là Productivity Commission cho thấy trong khi hầu hết người Úc kiếm được nhiều tiền hơn cha mẹ họ ở cùng độ tuổi, thì tình trạng tiền lương trì trệ có nghĩa là những người sinh vào những năm 1990 hầu như không có mức tăng trưởng thu nhập trong độ tuổi từ 25 đến 30 so với những người sinh ra trong thập kỷ trước. Chủ tịch ủy ban Daniel Wood nói rằng, Chúng tôi nhận thấy có một nhóm người Úc rơi vào cảnh nghèo đói, có nhiều khả năng những người này lớn tuổi hơn, phải thuê nhà và có nguồn gốc di dân và không nói tiếng Anh ở nhà. Nhiều người sống ở các vùng khó khăn, do đó chúng tôi nghĩ cần tập trung nỗ lực chính sách của mình vào những nhóm người này. Ngoài ra báo cáo cho thấy phụ nữ ít có khả năng kiếm tiền nhiều hơn nam giới và trong khi tăng trưởng tiền lương đã phục hồi gần đây, mức độ lạm phát cao hơn có nghĩa là thu nhập thực tế vẫn chịu áp lực. Bất chấp những phát hiện này, một báo cáo tương tự của công ty quản lý tài sản UBS cho thấy, người Úc đang trở nên giàu có hơn, đứng thứ hai trên toàn cầu khi nói đến mức độ giàu có trung bình tính trên mỗi người trưởng thành. Điều này xảy ra trước những gì được dự đoán là một trong những vụ chuyển giao tài sản giữa các thế hệ lớn nhất trong lịch sử nước Úc. Chuyên gia tư vấn đầu tư tại UBS Stephen Cabot nói rằng, việc chuyển nhượng dự, dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo ở Úc. Cũng tin đời sống xã hội, số lượng triệu phú tại Úc sẽ tăng vọt trong 4 năm tới. Nước Úc đứng thứ hai thế giới khi xét về mức độ giàu có trung bình và phần lớn tài sản của người dân tại đây đều nằm ở bất động sản. Số lượng triệu phú tại Úc sẽ tăng 21% trong 4 năm tới bởi những nguyên nhân như giá nhà tăng cao, tiền tích lũy hưu bổng, quà tặng và tài sản thừa kế. Điều này đã đưa người Úc trở thành những người giàu thứ hai trên thế giới sau Luxembourg. Tài sản trung bình của người Úc đã tăng gần 10% vào năm 2023, cao hơn gấp đôi tốc độ trung bình của 56 quốc gia khác được nghiên cứu trong báo cáo tài sản toàn cầu của UBS năm 2024. Khi nói đến mức độ giàu có trung bình Úc đứng thứ hai chỉ sau Luxembourg với mức tài sản trung bình của một người Úc điển hình là 261.805 đô la Mỹ hoặc 386.858 đô la Úc. Tính theo đầu người, nước Úc có nhiều triệu phú hơn Mỹ, New Zealand, Hà Lan hay Singapore và chỉ đứng sau Luxembourg và Thụy Sĩ. Một người sở hữu hoàn toàn một ngôi nhà ở Sydney có giá trung bình là 1.466 triệu đô la và một chiếc xe hơi sẽ được xếp vào loại triệu phú trong bảng xếp hạng của UBS Ngoài ra, nước Úc cũng là quê hương của 1.9 triệu phú đô la Mỹ với tổng số tài sản là 8.000 tỷ đô la. Nhưng số lượng triệu phú tại quốc gia này dự kiến sẽ tăng 21% vào năm 2028 và đạt hơn 2.3 triệu người. Tuy nhiên, sự giàu có này có thể trái ngược với cảm giác thực tế của nhiều người do lạm phát, lãi suất tăng và mức tăng lương thực tế thấp gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình. Giám đốc điều hành tại UBS Andrew McAuley cho biết, Phần lớn sự tăng trưởng về tài sản này là nhờ tiền hư bổng và bất động sản. Đồng thời, sự chuyển giao tài sản giữa các thế hệ mà UBS định giá ở mức 123.000 tỷ đô la Úc trên toàn cầu. Trong khi đó, với thực tế giá nhà trung bình trên khắp nước Úc đã đạt 749.000 đô la vào năm 2024, thì các chủ nhà cũng có thêm 59.000 đô la vào tổng tài sản của họ. Riêng ở những khu vực như Sydney, giá nhà trung bình là gần 1.2 triệu đô la và sự giàu có của người Úc gắn liền với bất động sản khác với khu vực châu Á Thái Bình Dương, nơi phần lớn tài sản của người dân nằm ở các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt. Tin pháp luật đời sống. Điều tra vụ giết 84 con kangaroo. Chính quyền Úc đang mở cuộc điều tra hình sự vụ giết hại trái phép ít nhất 84 con kangaroo ở phía Bắc Melbourne. Cơ quan bảo tồn tại Victoria vừa đề nghị người dân hỗ trợ cuộc điều tra truy tìm nghi phạm sát hại hàng loạt kangaroo này trên khu đất tư nhân ở Cobarab cách trung tâm thành phố Melbourne khoảng 120 cây số về phía bắc vào ngày 22 tháng 6. Theo cơ quan này thì 65 con kangaroo trưởng thành và con non chết vì trúng đạn hoặc bị một chiếc xe cán qua trên khu đất. Giới chức cũng phát hiện nhiều vỏ đạn ở khu vực xung quanh. Những con vật này chịu thương tích nghiêm trọng đến mức nhân viên bảo tồn phải tiêm thuốc an tử cho ba con kangaroo còn sống lúc được phát hiện. Hai con non đang được chăm sóc và phục hồi tại một cơ sở bảo vệ động vật hoang dã, cơ quan bảo tồn bang Victoria thông báo. Cảnh sát đã nói chuyện với chủ khu đất và xác định người này không liên quan đến sự việc. Một ngày sau, người dân tiếp tục phát hiện xác 19 con kangaroo tại khu vực Holtham ở gần đó. Các vụ giết kangaroo được cho là diễn ra từ 5 giờ chiều ngày 21 tháng 6 đến 12 giờ trưa ngày 23 tháng 6. Chính quyền Victoria tuyên bố sẽ làm sáng tỏ sự việc và trừng phạt nghi phạm. Hành vi săn bắn độc vật hoang dã bị cấm ở bang Victoria. Người vi phạm có thể bị phạt tù tối đa 6 tháng hoặc phạt tiền gần 10.000 đô la cho mỗi tội danh. Những người vi phạm luật chống đối sự tàn ác với động vật của bang có thể bị phạt 2 năm tù, phạt tiền gần 100.000 đô la. Kangaroo là loài vật rất phổ biến ở Úc nhưng chúng được người dân yêu mến và được chính quyền bảo vệ dù chúng không có nguy cơ tuyệt chủng. Bất cứ ai muốn săn bắn kangaroo đều phải xin giấy phép của chính phủ. Tiếp đến là tin từ Trung Đông. Kuwait phát hiện mỏ dầu khổng lồ. Tập đoàn dầu khí Kuwait gọi tắt là KPC vừa phát hiện ra một mỏ dầu khổng lồ ở phía đông đảo Phaylaka của nước này với chữ lượng ước tính là 3.2 tỷ thùng dầu. Theo Tổng Giám đốc điều hành của KPC, ước tính sơ bộ về chữ lượng của mỏ dầu này là 2.1 tỷ thùng, dầu nhẹ và 5.100 tỷ feet khối khí, tương đương với 3.2 tỷ thùng dầu. Chữ lượng này tương đương với toàn bộ sản lượng của Kuwait trong 3 năm. Trước đó, hồi cuối tháng 5 vừa qua, Bộ Dầu Mỏ Kuwait cho biết, nước này đạt được công suất lọc dầu kỷ lục là 1.83 triệu thùng một ngày ở cả trong và ngoài nước, tức là cao hơn gấp đôi so với công suất của năm 2021. Kuwait là quốc gia thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, hiện đang đặt mục tiêu công suất sản xuất 4 triệu thùng một ngày vào năm 2035. Sau đây là tin từ Hàn Quốc. Đón 480.000 người nước ngoài, dân Trung Quốc đông nhất. Năm 2023, Trung Quốc có số lượng người nhập cảnh vào Hàn Quốc nhiều nhất với 132.000 người, Việt Nam và Thái Lan theo sau với 71.000 người và 35.000 người. Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Hàn Quốc thì số lượng người nước ngoài đến Hàn Quốc năm 2023 ở mức 480.000 người, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và đạt mức cao thứ hai từ trước đến nay. Cơ quan này cho biết có khoảng 36.1%, tức là tương đương 173.000 người trong 480.000 người nước ngoài tại Hàn Quốc đến quốc gia này để làm việc. Mức tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc mở rộng hạn ngạch cấp thị thực cho lao động phổ thông, đồng thời nới lỏng các quy định làm việc cho lao động Hàn Quốc ở các nước. Năm 2023, ước tính khoảng 21% người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc để lưu trú ngắn hạn, 17.3% đến để học tập và tham gia các chương trình đào tạo, 12.1% nhập cảnh với mục đích kết hôn và thường trú. Theo hãng tin Yonhap thì Trung Quốc là quốc gia có số lượng người nhập cảnh vào Hàn Quốc nhiều nhất với 132.000 người, Việt Nam và Thái Lan lần lượt theo sau với 71.000 người và 35.000 người vào năm 2023. Bên cạnh đó, số lượng người nước ngoài xuất cảnh tại Hàn Quốc năm 2023 tăng 30.5% lên 319.000 người. Ngoài ra, cơ quan chức năng thống kê số lượng công dân Hàn Quốc nhập cảnh tăng 13.2% lên 219.000 người. Trong khi đó, số lượng công dân Hàn Quốc xuất cảnh giảm 5.6%, xuống còn 258.000 người. Nếu tính cả người có hộ chiếu Hàn Quốc và người nước ngoài, số lượng người di cư quốc tế nhập cảnh và ở lại Hàn Quốc hơn 90 ngày vào năm 2023 tăng 13.5% so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 1.28 triệu người trong đó số lượng người nhập cảnh tăng 15.2% so với cùng kỳ năm 2022 đạt 698.000 người và số lượng người xuất cảnh tăng 11.4% lên 577.000 người. Điều này dẫn đến mức nhập cư dòng đạt 121.000 người, mức tăng trưởng cao thứ hai chỉ sau giai đoạn đại dịch COVID-19. Cuối cùng là tin từ Italy. Các trung tâm du lịch bảo du khách hãy đi nơi khác. Hạn hán ở vùng Sicily, miền nam nước Ý trong mùa hè năm nay nghiêm trọng đến mức làm cạn kiệt các hồ và buộc các thành phố phải từ chối nhận du khách vì không có đủ nước. Ngày 11 tháng 7, hãng tin Xinhua dẫn thông tin từ truyền thông và chính quyền địa phương ở Ý cho biết, một số thành phố du lịch nổi tiếng ở vùng Sicily, miền nam nước Ý đang khuyến cáo các du khách đi đến nơi khác do tình trạng hạn hán thiếu nước nghiêm trọng. Đây là vấn đề đã tồn tại trong hai thập niên nhưng giờ đây vấn đề đã trở nên nghiêm trọng và chúng tôi buộc phải thực hiện một số bước quyết liệt. Ông Francesco Picarella, giám đốc hiệp hội chủ khách sạn Argento ở Sicily chia sẻ với hãng tin Xinhua. Ông Picarella cho biết một số khách sạn và cơ sở lưu trú buộc phải từ chối nhận khách du lịch. Trong khi đó, những cơ sở tiếp đón du khách lại lắp bộ lọc vào bồn rửa, toilet và vòi hoa sen để hạn chế dòng nước chảy. Theo tạp chí Fortune hôm 10 tháng 7, nằm trên bờ biển Tây Nam của vùng Sicily, Agriento là nơi có di tích nổi tiếng, thông lũng đền thờ và vách đá Scala del Terri, nơi thu hút nhiều du khách mỗi năm. Nhưng hiện tại khu vực này không có chỗ cho du khách vì tình trạng thiếu nước. Các báo cáo cho biết giới chức địa phương đang cố gắng tạm thời giảm lượng nước sử dụng xuống còn một nửa mức trung bình. Tình trạng thiếu nước xảy ra trong lúc Ý đang chuẩn bị cho một năm kỷ lục về lượng khách du lịch vượt qua mức kỷ lục của năm 2018 và 2019. Hầu hết nước Ý gồm cả Sicily có thể chỉ đang trong giai đoạn đầu của đợt hạn hán và nắng nóng kéo dài. Đây là năm thứ ba liên tiếp Ý trải qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.